là bệnh khá phổ biến, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mụn thịt khiến làn da trở nên sần sùi, gây cảm giác thiếu tự tin. Công nghệ laser CO2 Fractional tại Thẩm mỹ viện Cang Nam là giải pháp hoàn hảo, loại bỏ triệt để mụn thịt chỉ sau một lần điều trị, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Được đánh giá là công nghệ hiện đại, tuy nhiên, để việc điều trị mụn thịt bằng laser CO2 Fractional đạt hiệu quả cao và triệt để, phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề và trình độ chuyên môn của bác sĩ. Sau khi bôi tê, điều chỉnh mức năng lượng, phạm vi và các tham số điều trị thích hợp, bác sĩ sử dụng tia laser tác động sâu vào dưới da, triệt tiêu hoàn toàn tế bào biểu bì và mô liên kết tạo nên nhân mụn thịt. Khác với laser thông thường, laser CO2 Fractional có xung kích thước tia phát nhỏ, thời gian tác dụng nhiệt trên da ngắn nên phần nhiệt phát sinh trong quá trình điều trị gần như bốc hơi ngay tức khắc mà không gây ảnh hưởng đến những vùng da xung quanh. Đồng thời, tia laser còn có tác dụng kích thích tế bào phát triển, kéo dài quá trình tái tạo collagen, làm đầy vết lõm, giúp da nhanh hồi phục. Với công nghệ laser CO2 Fractional tại Thẩm mỹ viện Cang Nam, mụn thịt sẽ được triệt tiêu ngay dưới lớp biểu bì, hạn chế gây tổn thương bề mặt da, không làm tổn hại đến các mô khỏe mạnh xung quanh, cho hiệu quả điều trị rất tốt ngay cả ở những vùng da nhạy cảm như vùng quanh mắt, cổ, ngực và tay, nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp tươi sáng, mịn màng. Ngoài hiệu quả điều trị tận gốc mụn thịt, tái tạo da hoàn hảo, công nghệ laser CO2 Fractional còn có ưu điểm không có tác dụng phụ, không làm tổn hại đến các mô khỏe mạnh xung quanh, đặc biệt không cần thời gian nghỉ dưỡng. Với ưu thế công nghệ hiện đại, bác sĩ điều trị uy tín, Thẩm mỹ viện Cang Nam cam kết triệt tiêu hoàn toàn mụn thịt chỉ sau một lần duy nhất, giúp bạn giữ mãi nét thanh xuân quyến rũ.